Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu biểu diễn đỉnh cao là một trong nhóm các vấn đề được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Việc triển khai các hoạt động chính sách bảo tồn nghệ thuật truyền thống còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực. Trong thời gian tới, Bộ trưởng có những giải pháp nào để duy trì và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm nét văn hóa dân tộc? Để phát triển lâu dài, chúng tôi cho rằng là phải tập trung để đào tạo năng khiếu, tiếp tục phát triển loại hình này theo hướng theo nghệ thuật đỉnh cao, dành nhiều thời gian chính sách, ba mưu để ban hành chính sách, để có cái chính sách riêng, trong đó không nên là thực hiện cái việc tự chủ để cho đội hình loại hình này được phát triển. Đa số các vận động viên đều chung nỗi lo là sẽ làm gì sau khi giải từ sự nghiệp thi đấu. Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp lâu dài để đảm bảo tương lai cho vận động viên sau khi giải nghề, và đặc biệt là những vận động viên gặp chấn thương. Không phải tất cả các vận động viên đều được trở về lại với các cái cơ quan để làm huấn luyện trong các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước quản lý. Tiếp tục đổi mới hơn cách tiếp cận để có thể giải quyết việc làm bằng nhiều cách khác nhau. Chúng tôi đang đề xuất với chính phủ sẽ phối hợp với các bộ ngành ban hành những chính sách mới sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên để có thể tập trung yên tâm thi đấu và sau đó được phát triển ngành nghề theo đúng nguyện vọng sở trường của mình. Trong đó có chính sách về tiền lương, chính sách về phụ cấp đặc thù, nhà ở và đào tạo nghề sau quá trình thi đấu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, thời gian qua, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến vấn đề thể thao. Tuy nhiên, để giải quyết việc làm có tính chất căn cơ cho vận động viên thể thao cũng còn nhiều khó khăn, đề xuất chính phủ phối hợp với các bộ ngành tập trung đánh giá tổng thể hệ thống chính sách vừa qua, từ đó ban hành những chính sách mới cho vận động viên thể thao.